Ê. Bình thường không có thời gian đâu, nhưng mà nó công nhận nó như rừng. Cho các ông tầm 30 phút để xem hoa ban. Ban này cái loại này là ngày xưa anh em còn bảo là xào được nhá, ăn được. Như rừng. Như rừng. Thì ta bảo là ăn được mà. Anh em chúng ta bảo ăn nhưng mình đã thử ăn đâu. Ở dưới xuôi thôi thì thiếu gì cái để ăn. Hôm trước còn ăn cái rau gì mà anh em chúng nó bảo là ở mình nhiều lắm, nhưng mà hôm nọ xào nhỉ. Đấy. Thì hôm nay nó ăn mọc phong phanh quá, nhưng mà mẹ đi đường mình thế. Chỉ có đi đường xong rồi ngắm gái thôi, nhưng mà biết là mình cũng không làm gì được người ta, cho nên là thôi không ngắm nữa cho nó mất thời gian. Ăn rồi. Đây ban đây. Ban này nó theo quy cách nhá. Mua thì lại theo số lượng và theo quy cách nữa, cho các ông ngắm rồi. Không, giờ không phải rau cân lợn. Cái rau ấy là rau đéo gì ấy nhỉ? Xào xào nó sợ về sau nó đắng đắng ấy nhỉ. Sau ấy sau Đây trồng ban và Phanh con này 36 6 nó là tính khoảng phải 10, hơn 10 đấy. 36, 12. Chưa đến 12, hơn 10. Đấy là đo sát gốc. Còn thường là người ta đo cây công trình thì ông thì bắt tôi đo cách gốc 30 phân, ông thì bắt cách gốc 20 phân, à 50 Đây là phân. nhận sát gốc thôi. Người ta đo kiểu nhận, người ta cũng là nhận của các bên này. Cả ban trắng này này. Ban trắng này nó chậm hơn, chậm lớn hơn. Đây này, ban trắng này. Đấy, các chị em là hay neo lên trên kia xong rồi lên chạc 2, chạc 3 xong rồi chụp ảnh này. Chị em cứ đến đường cao tốc xong rồi tí nữa tôi xong một bài nào đấy tôi sẽ nói cho mọi người về cái vấn đề ấy. Đây ban trắng này. Ban trắng này nó chậm lớn hơn và nó có giá hơn. Đây màu trắng của nó đây này. Hiểu chưa? Đấy gọi là ban trắng. Cây này cây hoa ban. Đấy, ban trắng thì có cái bài của bức tường cũng rất là hay. Bài ấy là bài hoa ban trắng. Còn như anh em chúng tôi thì như mấy anh em chúng nó có bảo thì ban trắng này là chậm lớn thì giá nhất. Hiểu chưa? Nói chung là bận lắm, một ngày bận lắm chứ không phải là đi chơi. Mấy anh bạn bảo là khi nào vào về gặp Tiến thì gặp anh. Tiến thì nó cứ phiêu bạt giang hồ ấy, xong rồi nó nghiêng nghiêng ngả ngả ấy, như mình đây bận lắm. Thật, tối thì các bạn biết là về nhà xong rồi mệt phọt cứt ra. Xong rồi còn đang nó trồng cây bưởi, thế mình bảo tại sao thằng này nó này không trồng hoa hồng hoa yếc này, cứ phải trồng một cây hoa bưởi. Tức là anh em thì là trồng hoa hồng để kiếm thêm thu nhập, nhưng mà nó lại đánh cây bưởi về nhà. Thế là mệt mạng. À đấy bây giờ lại có mạng rồi này.